Em Huy đến từ đơn vị Giàn Lạc Sinh Cộng. Xin chào tất cả quý anh chị. Quay trở lại với anh chị trong video ngày hôm nay. Thì hiện tại em đang có mặt tại một đơn vị tiệm giặt giấy công nghiệp, tiếp theo làm trong chuỗi Giàn Lạc Sinh Cộng, với nhãn hiệu dòng sản phẩm Quét. Và hiện tại đơn vị đang lựa chọn dòng máy giải công suất giặt ướt 25kg và máy sấy khô 25kg. Trung bình đối với dòng công suất này có thể xử lý giặt mỗi ngày từ 40 cho đến 60 chăn. Và đây là dòng sản phẩm nhập khẩu đời với công nghiệp mới hiện đại bây giờ. Và tất cả anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu kinh doanh những cái mô hình tài chính từ 100 cho đến 300 triệu, anh chị có thể tham khảo trực tiếp những đơn vị hiện tại mình đã sắp rồi. Và chi tiết cần hỗ trợ thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại mình ghim trên bài viết nhé. Và xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video này.